chiếc xe tải bị sa lầy ngay trước rạp cưới. Phần bánh trước bị lún sâu bên dưới bùn. Cuối cùng, hai bên đã phải huy động xe khác tới giải nguy cho xe tải bị sa lầy này để tài xế có thể liên tiếp hành trình, còn gia đình kia thì có thể an tâm liên tiếp tổ chức ăn gỏi. Hai bên đã phải huy động xe khác tới để kéo xe tải ra khỏi đống.